Đây là đường Phạm Thế Hiển nè, mình đang phân vân à, không biết có nên chạy ra ngoài gì hay không. Ồ, có một cái cò này, cò hay bạn gì không biết mà xe hư đẩy bộ, ủa xe hư hay hết xăng vậy đẩy bộ. Ví dụ mà mình có cái đồ hút xăng đó thì mình sẽ cho một chút xíu để chạy, do mình đâu có đồ hút xăng đâu hút bằng cái gì giờ. Với một phần nữa là mới vừa bắt mưa trời lạnh nữa, nước nghe phật mà mình cũng không có đồ hút xăng, cũng không có đồ hút xăng có gì hết á, nên là thôi nhiều lúc á muốn giúp nhưng mà cái kiểu người ta gọi là lực bất tòng tâm, uống nhưng mà không được nên là bó tay. Có mấy cái tủ à, mình tính mua mấy cái tủ nhựa, mua cái tủ nhựa về định đồ, nhưng mà đang phân vân tại vì là vì ở trong phòng đó, nó chật quá không có chỗ để mình, nhưng mà không có tủ thì không có đựng đồ được, nó bất cập, nó bất cập cái chỗ đó. Đó là mình tính mua một cái tủ, nhưng mà nghĩ là cái tủ nó cũng quá nhỏ mà nó cũng đâu có bự đâu, tủ nhựa duy tân á. Đâu đó cái tủ đó khoảng 1 triệu rồi, nhưng mà đem về mình tự ráp ra. Với lại một phần nữa là đem về thì mình tự ráp, với lại một phần nữa là cái tủ đó tuy là nó chưa có ráp sẵn nhưng mà nó rất là cồng kềnh, giả dụ như là mấy ông shipper đi, mấy ông chở cái tủ lại cho mình đó, thì mình cũng phải mấy ông cũng phải đòi thêm tiền à. Là như vậy nên là mình vẫn còn đang phân vân mấy dài, mình chưa có mua, mình chưa gì hết. Một phòng chợ gì không, cái chợ gì đó, chợ đàn ông đó, chợ đàn ông, chợ đàn cây gì đó, mà mình nghĩ chạy đi ha, mới còn sớm mà mới có 3 giờ. Cái điều mình lo là sợ trời mưa nữa thôi, chứ cũng không có gì, chạy thì vẫn chạy được, đâu có xa đâu, nhưng mà sợ là sợ đang chạy cái trời mưa nữa. Mấy hàng, mấy tiệm, mấy tầm lum. Sau cơn mưa trời chật nắng, đây là đường Dương Bá Trạch. Có
ví dụ đi mà người ta lấy xì á thì giá khoảng 6-7 ngàn gì cây, người ta bán, người ta nướng lên trong cái người ta bán 10 ngàn gì rẻ rồi, đâu có mắc đâu.